Dạ chào cô chú anh chị ạ. Thì bữa nay mới đi bãi về, lang thang ngoài bãi. Ây da, bữa nay thì cũng không có gì hàng mới về nhiều đó. Nhưng mà đựng cái đó sưu tầm được hai em máy hút chân không đó. Hai con máy hút điện 100 110 ta, hình như là 110 á. Này của thằng Asada 1.8 cm. Hai cái cùng hãng nha, mà mất tem rồi. Cái còn tem, cái mất tem. Đó, ngon lành chưa. 1.8 cm, điện 100V, 200W. Chung nó cũng có bể mấy này, sức mẻ này hơi cong. Chung con này thì tạm được, còn con này đẹp nè. Tem tiết độ các thứ, dây điện còn luôn. Chưa test, tại vì mua hàng bãi đâu có test được đâu. Cái này là còn nguyên dây, còn cái này là phải đấu dây lại. Để em vệ sinh, kiểm tra đấu dây vệ sinh lại, đây con nào chạy thì báo giá chạy. Thì mấy cái này, một là cô chú anh chị mình mua về, ai là thợ điện lạnh đi làm bên lắp máy lạnh rồi đó, thì dùng cái này. Thì đa số phong trào bây giờ người ta đã lên máy pin, có nghĩa là bỏ hẳn cái phần motor điện 100V này đi, nó chỉ còn lại cái đầu hút thôi. Thì sau đó mình sẽ dùng cái động cơ không chổi than 24V lắp vào thay thế cho động cơ của 100V ha, cho nó an toàn đó. Thì trước giờ bên em bán động cơ đó về cho mọi người về ráp, tuy nhiên thì em chưa có ráp. Thì sẵn đây về hai cái cũng có thể để dành lại để chế cháo lên pin đó, rồi sau đó mình mới bán đi ha. Nhưng mà nếu mà được giá máy nguyên gì thì bán luôn. Rồi tạm thời là vậy đi. Rồi em sẽ thử test điện 100 coi nó còn ổn hết không, rồi sẽ báo giá lại ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip.